nay là ngày 15 tháng 2, ngày 16 tháng 7 năm 2019. Lúc bây giờ là 5 giờ 16 phút. Đây, tôi cũng là bây giờ hơi bà chị cắt cỏ ở đống đạo đây. Tôi quay lại cho mấy chị tâm sự. Nó chỉ đang nhổ cỏ trong đống đạo vậy đó các bạn ha. Ừ, nước đây là có con cua đồng ngay các bạn ơi. Đang cắm đạo. Bà còn bà nào bà nhổ chứ. Còn quay phim mà bà đứng bà ngó thay cho lượm xuống biết của bà đó bà lượm gì cho đó mình xả đi mà cá. Ồ, bà chị á, ông anh nó không loa cái bà chị đang quay à. Đừng ấy đó. Ồ, ông anh nó không đang đi cùng thuốc đó. Rồi có đưa lên ngọn không? Đưa lên ngọn là họ thấy bà đó bà đứng đó bà câu giờ chứ không giờ. Tôi đang phát một con cua đồng đây các bạn ơi. Ồ, con cua kế này các bạn đã thấy đây là con cua đồng mà trong đống đạo của chị đang nước đang chảy vô nè. Tôi phát con cua kế này thấy các bạn thấy không, con cua này là cua này gần đẻ rồi đó các bạn ơi, nó đang vô thấy dưới cái bào nó no đây mà chưa có trứng. Tối vậy bà lên bà đá phái trên kia các bà để cho nó đưa nước cho nó xuống cho mạnh nên các bà dứt vô đường đốm vậy cái này lo tết đào thì nó vô cho cái dừa đáp lại lên chạp cái nó rút khô liền chứ bây giờ cái ấy là đáp lại cho quay quay thôi cho mà cho quay quay rồi cũng cho nó ướt đất thì nó vô cái nó rút chứ đất bây giờ nó đơn khô đây mà nước vô là nó rút liền chứ qua vô được nữa thì cũng phải cho nó vô cho tới chỗ áp cho nước cho mương cho mạnh thì chạy nó mau chứ dài đây một hơi ngà chưa đủ cái hần nó mới mơ phượng kêu bằng tấu thì nó quánh lộn rồi chứ